Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời, giàu to xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Thần tài rót lộc, tha hồ hốt bạc, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, đổi đời giàu dược mặt đại gia. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thân mến, không ai tự nhiên sinh ra đã tài giỏi, người ta cần học hỏi và trau dồi tri thức. Cũng không ai tự nhiên sinh ra đã thông tuệ và nhiều kinh nghiệm, thông thái, người ta cần trải nghiệm đủ góc độ mỏi mệt của nhân sinh. Kiên cường không phải là bẩm sinh, nó là sự lựa chọn kiên trì, không phải là thứ trời ban, nó cũng là một khả năng được rèn giũa, trải đời bao năm. Có lẽ cô bác tuổi Giáp Thìn đã quá thấu hiểu sự đời rồi. Cuộc sống luôn thăng trầm biến động không ngừng, người người ai cũng phải bon chen lăn lộn để mà kiếm cho được đồng tiền trang trải cho cuộc sống. Cuộc sống đâu phải chỉ sống cho riêng bản thân mình, mà còn phải lo cho những người thân yêu cùng chung sống dưới một mái nhà. Và càng lớn tuổi thì trách nhiệm đó có nhiều không vậy? Chắc chắn là có. Thay vào những nỗi lo thời còn trẻ khi đi học, tìm việc làm, hay là chớm nở tình yêu trai gái, thì đến độ tuổi ngũ tuần lại là những nỗi lo về nhà cửa, đất cát, lo cho con, cho cháu, rồi tới giỗ chạp, ngày lễ lớn nhỏ trong gia đình và họ hàng nội ngoại. Rồi đến tuổi lục tuần thì lại lo tuổi già có được một khoản tiền tiết kiệm đủ để không phải bươn trải ngoài đời và không là gánh nặng sự bận tâm của con cháu. Chính vì vậy mà việc nắm bắt được vận trình của mình trong tương lai là mong mỏi lớn nhất và cũng là điểm giữ tinh thần ổn định nhất dành cho quý cô bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Giáp Thìn biết được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ cải vận thay mệnh. Phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua đất, mua nhà, tậu xe. Đặc biệt tuổi Giáp Thìn nhờ có tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà được người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ. Thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai. Nhà cao cửa rộng ẵm tiền tỷ gửi ngân hàng, tuổi già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy thì ngay sau đây hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của Giáp Thìn sinh năm 1964 trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thân mến, đừng quên là mọi hành động ta làm, mọi hành vi ta thực hiện, mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất cũng sẽ được vị Phật này dõi nhìn. Không hẳn là chấm tội hay nghi công, vì đó là việc của quỷ thần, mà là dõi nhìn để xem ta đi được bao xa trên đường học, hay là để cho cái cõi hồng trần này dùi dập cuốn đi. Nhắc cho Giáp Thìn nhớ rằng, dù có thế nào cũng đừng quên cái sơ tâm của cô bác khi vào đời, dù có thế nào cũng đừng quên cái thiện tính, cũng đừng mắc cái hoan hỷ tại tâm, cũng đừng để sân si, sân hận che mờ suy nghĩ, làm đớn hèn bản thân, khiến ta đưa ra những lựa chọn nhầm đường, lạc lối. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thuộc hành quả trong ngũ hành với thiên can giáp, mang tính chất của một biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển và khởi đầu, kết hợp với con Giáp Thìn, biểu tượng của sự uy quyền, mạnh mẽ và cao quý. Tuổi Giáp Thìn thể hiện sự hòa quyện giữa sức sống mãnh liệt và tầm nhìn lớn lao, giữa sự phát triển và sức mạnh là lãnh đạo. Người tuổi Giáp Thìn thường mang trong mình một tính cách mạnh mẽ, nhiệt huyết và đầy tham vọng. Họ
Họ có tinh thần lãnh đạo bẩm sinh và luôn khao khát vươn lên, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu cao nhất. Thiên can giáp với yếu tố mộc giúp họ có thêm sự sáng tạo và linh hoạt, biết cách thích nghi và phát triển trong mọi hoàn cảnh. Những người tuổi này thường rất tự tin và quyết đoán. Họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới. Sự kiên định và lòng dũng cảm khiến họ trở thành những người dẫn đầu xuất sắc. Luôn biết cách động viên và truyền cảm hứng cho người khác. Họ là những người có tầm nhìn xa trông rộng, biết cách lập kế hoạch và thực hiện chúng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Thìn cũng có thể trở nên quá kiêu ngạo và độc đoán. Sự tự tin và quyền uy của họ đôi khi khiến họ khó lắng nghe ý kiến của người khác, dẫn đến những quyết định thiếu cân nhắc. Họ cần học cách kiềm chế bản thân, lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và tránh những sai lầm không đáng có. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Giáp Thìn hiểu rằng sức mạnh và tham vọng là những yếu tố quan trọng để đạt được thành công, nhưng cần phải đi kèm với sự khiêm tốn và lòng bao dung. Họ nhận ra rằng, để trở thành một người lãnh đạo thực sự không chỉ cần có tài năng và ý chí, mà còn phải biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những người xung quanh. Họ học cách kiểm soát sự kiêu ngạo của mình, học cách nhìn nhận và sửa chữa những sai lầm. Người tuổi Giáp Thìn cũng hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là về việc chinh phục và đạt được, mà còn về việc phát triển và hoàn thiện bản thân. Họ không ngừng học hỏi và rèn luyện, luôn tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển và mở rộng tầm nhìn. Họ biết rằng để đạt được những mục tiêu lớn lao, cần phải có sự kiên trì, nhẫn nại và không ngừng nỗ lực. Trong các mối quan hệ, người tuổi Giáp Thìn luôn cố gắng xây dựng lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Họ biết rằng để duy trì một mối quan hệ bền vững, cần phải có sự chân thành, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ. Người tuổi Giáp Thìn với sự kết hợp giữa mạnh mẽ và sáng tạo là hình ảnh của sự nhiệt huyết và tham vọng. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ kiên định và dũng cảm, mà còn biết cách phát triển và hoàn thiện bản thân. Chính sự hòa quyện giữa sức mạnh và trí tuệ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Giáp Thìn, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và uy tín. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch có thể coi là một khoảng thời gian kiên cường. Về các vận, người tuổi Giáp Thìn gặp được quan hệ nhị hợp với nguyệt lệnh nề rất có lợi. Bằng hội tụ cả sức mạnh dồi dào của thiên thủ cùng với trí tuệ tinh anh của dậu kim, tất cả tạo nên khoảng thời gian 7 ngày tới tháng 8 âm lịch khá thành công. Về hung vận, người tuổi Giáp Thìn phải thận trọng với hung tinh tiểu hao. Bạn sẽ phải quản lý túi tiền của mình chặt hơn, bởi tiểu hao sẽ gây ra một số thất thoát tiền nong không báo trước. Nhìn chung thì người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch một cách khá yên bình. Mọi phương diện cuộc sống đều có bước phát triển nhất định, dù không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy quyết tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh lập ra những kế hoạch, mục tiêu tương lai, cũng như bắt tay vào hiện thực hóa những dự định của mình. Tin rằng với thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, bạn sẽ sớm trông thấy thành quả. Tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch khuyên tuổi Giáp Thìn hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của mình, bởi bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Tình hình tài chính cũng có những bước tiến đáng mừng trong khoảng thời gian này. Bản mệnh có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác làm ăn thuận lợi. Dù chưa thể phát tài trong một sớm một chiều, nhưng cũng có đồng ra đồng vào, không phải lo lắng đến chuyện chi tiêu. Hãy giữ vững định hướng và quan điểm của mình. Khi mọi việc vào luồng, đồng tiền sẽ đổ vào túi Giáp thì nhanh chóng hơn. Về chuyện tình cảm thì gặp chút hung giới giản trị đào hoa tinh, chuyện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Dưới tác động của cục diện ngũ hành tương sinh, Giáp Thìn và nửa kia của mình ngày càng thấu hiểu nhau. Đôi bên luôn cổ vũ nhau mỗi khi đối diện với khó khăn, thử thách, cũng nhờ có người ấy làm hậu thuẫn. Giáp Thìn cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn. Với người còn độc thân, Giáp Thìn dần dần từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực, hướng tới đầy hứa hẹn. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch.
Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Thìn cho thấy đây là thời điểm quan trọng để thu hoạch thành quả từ những mục tiêu và dự định cá nhân. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh tỏa sáng. Vì vậy, hãy cố gắng để không bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù thời điểm này có thể đòi hỏi bản mệnh phải đối mặt với những thách thức và làm việc vất vả, nhưng không cần phải lo lắng, vì công sức của người tuổi Giáp Thìn sẽ được đáp trả. Dù có những lúc tan ca, bản mệnh vẫn đạt được kết quả và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Nhờ có sự phò tá của hữu bậc cát tinh và sự che chở của nhị hợp, người tuổi Giáp Thìn sẽ được hỗ trợ trong việc xử lý những nhiệm vụ có vẻ khó khăn. Dù bạn có thể có những thách thức, nhưng chỉ cần tìm cách giải quyết những móc nối quan trọng nhất, bản mệnh sẽ có khả năng tự mình xử lý hoàn toàn vấn đề đó. Để tháo gỡ những móc nối quan trọng, người tuổi Giáp Thìn cần xác định các yếu tố chính gây rối và tìm cách xử lý chúng một cách thông minh. Hãy tập trung vào những điểm trọng yếu trong vấn đề và tìm hiểu cách loại bỏ chúng một cách hiệu quả. Đôi khi sự giúp đỡ và khuyến khích từ người khác cũng có thể giúp bản mệnh tìm ra giải pháp. Ngoài ra, hãy lựa chọn phương pháp xử lý vấn đề một cách hợp lý. Có thể bản mệnh cần phải tập trung vào một phần nhỏ hơn của vấn đề trước khi mở rộng và giải quyết toàn bộ. Đừng ngần ngại sử dụng tư duy sáng tạo và tìm ra những phương án mới để giải quyết vấn đề. Nếu người tuổi Giáp Thìn lao động tự do hoặc muốn làm thêm đang trong quá trình tìm việc và gặp nhiều rào cản trong các cuộc phỏng vấn, hãy nhớ rằng khéo léo và tự tin là chìa khóa để vượt qua. Để thành công trong các cuộc phỏng vấn, bản mệnh cần trình bày bản thân một cách thông minh và tự tin. Hãy chuẩn bị trước bằng cách nghiên cứu về công ty và vị trí tuyển dụng. Ngoài ra, bản mệnh hãy chú ý đến vấn đề ăn mặc. Hãy lựa chọn trang phục lịch sự và trang nhã, phù hợp với môi trường công việc mà mình đang ứng tuyển. Điều này sẽ tạo ấn tượng tích cực và thể hiện sự chuyên nghiệp của bản mệnh. Tự tin và sẵn sàng thể hiện tài năng sẽ giúp người tuổi Giáp Thìn vượt qua rào cản và ghi điểm trong các cuộc phỏng vấn. Thời điểm này công việc hoàn thành thuận lợi còn là do Giáp Thìn biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh. Đồng nghiệp bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực, nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Tuy nhiên, do tác động của nguyệt lệnh lâm suy, đôi khi bản mệnh rơi vào tình trạng lo lắng thái quá, Giáp Thìn cần kịp thời trao đổi tâm sự với người khác để thoát khỏi trạng thái tiêu cực này. Nếu có điều gì chưa hiểu rõ, Giáp Thìn cũng đừng ngại hỏi người đi trước. Chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Nhìn chung, sự nghiệp phát triển khá thuận lợi, nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến nhất định. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập được những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng, giúp con đường tương lai của bạn trở nên sáng sủa hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, dưới tác động của cục diện dị hợp, chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ chịu khó của mình, Giáp Thìn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Theo tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Thìn thấy rằng, với người làm đầu tư, bản mệnh cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Bởi nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế đấy. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình. Giáp Thìn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương túi tiền rủng rỉnh, là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tăng khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch còn cho thấy, dưới sự giúp đỡ từ hữu bậc cát tinh sẽ mang lại lợi ích tài chính cho người tuổi Giáp Thìn. Sự hỗ trợ này có thể mang đến những kết quả tốt đẹp và cải thiện tình hình tài chính của bản mệnh trong thời gian này. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Thìn cần đề phòng với những kẻ xấu có thể âm thầm hại mình sau lưng. Khi bản mệnh đạt được thành công và kiếm được nhiều tiền hơn người khác, sẽ xuất hiện những kẻ ghen tị và ganh ghét với người tuổi Giáp Thìn. Do đó hãy giữ khiêm tốn và không vô trương quá nhiều về thành tựu của mình. Quan trọng hơn, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và tỉnh táo để phát triển sự nghiệp của mình thành công hơn nữa. Dù người tuổi Giáp Thìn có nhiều hậu thuẫn,
hãy tránh tham gia vào những thương vụ mà phụ thuộc quá nhiều vào may rủi. Hãy tránh xa những khoản đầu tư mà bản mệnh không có đủ năng lực và hiểu biết để xử lý. Thay vì dựa vào may mắn, hãy tìm hiểu và nắm vững các khía cạnh kinh doanh và đầu tư. Điều này giúp bản mệnh có định hướng rõ ràng và đưa ra quyết định thông minh dựa trên sự hiểu biết và kiến thức của mình. Hãy đạt mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch cẩn thận và đánh giá rủi ro một cách tỉ mỉ trước khi tham gia bất kỳ thương vụ nào. Nói chung, người tuổi Giáp Thìn không phù hợp với phương thức đầu tư mạo hiểm và những khoản đầu tư lớn chứa nhiều rủi ro. Điều này có thể mang đến áp lực kinh tế và rủi ro không cần thiết đối với bản mệnh. Thay vì đặt mình vào tình huống khó khăn và gánh nặng tài chính, người tuổi Giáp Thìn nên tìm cách an phận và ổn định với công việc hiện tại. Bản mệnh có thể tìm kiếm những cơ hội nho nhỏ để tăng thu nhập và đảm bảo sự ổn định tài chính trong tương lai. Tuy nhiên, thời điểm này không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra, tiểu hao cho thấy Giáp Thìn có thể tốn tiền cho các hoạt động chi tiêu mua sắm. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên dung tay quá tráng, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình. Tốt nhất Giáp Thìn cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao hơn trong tương lai, hoặc cho những tình huống bất ngờ. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, con đường tình duyên là một trong những điểm sáng trong vận trình của người tuổi Giáp Thìn. Bản mệnh có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình cũng đầm ấm, giảm mâu thuẫn, cãi cọ. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để Giáp Thìn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng phải khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe, cổ vũ cho nhau, thậm chí cùng thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp nhất. Dù mệt mỏi đến mấy, về đến nhà Giáp Thìn cũng cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng ban con cùng nhau làm các công việc nhà, cùng trao đổi dạy dỗ con cháu. Bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Gia đạo êm ấm, gia đình hạnh phúc luôn là hậu phương vững chắc cho bản mệnh trong mọi hành trình. Đôi khi giữa các thành viên còn một vài khúc mắc do cái tôi của mỗi người hoặc khoảng cách thế hệ gây ra. Những lúc như vậy cần nhẫn nhịn, hãy ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ bản thân và mọi người trong gia đình. Không hơn thua đúng sai, hạ một chút cái tôi xuống thì mọi sự mới như mong muốn. Biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Với người còn độc thân, tuổi Giáp Thìn đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Giáp Thìn đã quên được tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể bản mệnh sẽ tìm được ai đó phù hợp ngay trong khoảng thời gian này đấy. Đôi bên hãy đối xử chân thành với nhau, quan hệ sẽ trở nên bình vững và lâu dài. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tuy nhiều phương diện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn lại có dấu hiệu suy giảm. Tuổi Giáp Thìn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng dễ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, Giáp Thìn đã làm việc quá vất vả. Đây là lúc bản mệnh nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân làm việc quá sức, kẻo đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, tuổi Giáp Thìn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng stress. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xem tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Giáp Thìn trong những ngày này có nhiều điều kiện thuận lợi hơn bất cứ ai. Tuổi Giáp Thìn có cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp và tình cảm, do đó sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn để bạn thừa thắng xông lên như lúc này. Bản mệnh hãy nắm bắt thời cơ và chứng minh khả năng quản lý công việc của mình,
Thành công của bạn dù có đến muộn một chút cũng là hoàn toàn xứng đáng. Thế nên đây là lúc để cố gắng chứ không phải than phiền. May mắn là có Thái Âm Cát Tinh nâng đỡ, nên khó khăn cũng sẽ được giảm nhẹ. Không những thế, Giáp Thìn làm gì cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Hãy tự tin mà tiến lên Giáp Thìn nhé. Tài chính trong những ngày này được cải thiện tuy chưa nhiều, nhưng đó là dấu hiệu khả quan. Giáp Thìn sẽ sớm đón nhận những tín hiệu tích cực trong thời gian tới. Hãy tự tin rằng Giáp Thìn đã làm việc cật lực và đừng quên để một khoản tiết kiệm kha khá cho bản thân. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn cam, trắng. Con số may mắn 51, 37, 69 và 42. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy công sức của tuổi Giáp Thìn được ghi nhận và mang lại cho bản mệnh nhiều niềm tin. Mọi người khen rằng Giáp Thìn có khuynh hướng tỏa sáng rực rỡ, tự tin và dễ gây ấn tượng sâu sắc với những người lần đầu gặp mặt. Thay đổi góc nhìn càng giúp tuổi Giáp Thìn hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại. Giáp Thìn biết tận hưởng niềm vui của riêng mình, không còn quá phụ thuộc vào người ấy. Có như thế, những giây phút ở bên nhau lại càng thêm ý nghĩa. Nhờ thiên đức cát tinh trợ lực mà con giáp tuổi Giáp Thìn có cơ hội phát tài, phát lộc. Trong thời gian này, những ai đang làm ăn cũng dễ bán được hàng, thu nhập nhờ thế mà ngày càng tăng tiến. Khi mà Giáp Thìn chọn sự an bình thì cũng là lúc sức khỏe của bạn cũng được cải thiện nhanh hơn. Giáp Trình ưu tiên vấn đề sức khỏe của bản thân vì nếu không nhiều tiền, Giáp Thìn cũng không có cơ hội để thụ hưởng chúng. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn tím, đen. Con số may mắn 91, 30, 88 và 64. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của cô bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới. Có câu nam La Hầu, nữ kế đô, ý chỉ đây là sao hạng nặng với tuổi Giáp Thìn nam mạng trong năm 2024. Sao này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này nếu muốn tiến hành việc lớn. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Ngoài ra, đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ. Theo vận niên, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Giáp Thìn nam mạng gặp vận niên ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm, kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh,
dần và tai ương sẽ tan biến. Quá giải hạn Tam Kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Dân gian có câu nam la hầu, nữ kế đô, ngụ ý rằng nữ mạng có sao kế đô chiếu là hạng nặng. Trong năm dễ bị đau yếu, bệnh tật, tàn khó, tai nạn, họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh chủ yếu cần chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng bị ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Cách hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Quý khán giả thân mến, có 6 dấu hiệu cho thấy một người đang ngày càng trở nên tốt hơn, với trái tim bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận những khuyết điểm thiếu sót của chính mình, đồng thời tiếp tục trau dồi và hoàn thiện bản thân trong thân tâm. Tôi biết rõ rằng, có thể hiện tại tôi chưa đủ tốt, nhưng chắc chắn tôi sẽ tốt hơn trong tương lai. Một giấc mơ đã mãi ẩn chứa trong tâm hồn, không kể tuổi tác hay bận rộn đến đâu, bạn vẫn luôn sẵn lòng khám phá, học hỏi và sáng tạo. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ hoặc đánh mất bản thân của mình. Hãy cố gắng sống mỗi ngày với niềm vui, ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc và khám phá niềm vui trong cuộc sống. Trên hành trình theo đuổi ước mơ, hãy luôn giữ cho trái tim mình trẻ trung, sẵn sàng chinh phục những thách thức mới. 2. Mỉm cười khẳng định niềm vui. Hãy là người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và biết cười làm cho mỗi ngày của bạn tràn ngập ánh sáng và mang lại niềm vui cho gia đình và bạn bè xung quanh. Hãy sống với hy vọng, giữ tinh thần lạc quan và tin rằng những khó khăn mà chúng ta trải qua
cuối cùng cũng sẽ biến thành những cầu vồng, làm cho con đường phía trước trở nên rực rỡ hơn. 3. Tâm hồn kiên cường khi đối mặt với thất bại. Đừng bao giờ chìm vào nỗi đau và đừng ngần ngại đứng dậy. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn và mỉm cười nhẹ nhàng. Hãy dũng cảm chấp nhận quá khứ và bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới với tư cách tốt hơn. Hãy tin rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, và một cánh cửa mới luôn mở ra phía trước. 4. Kiến thức lấp đầy tâm trí. Có một câu nói cho rằng cái dáng vẻ của bạn là kết quả của con đường bạn đã đi, những cuốn sách bạn đã đọc và những người bạn yêu thương. Để trở nên mạnh mẽ hơn, hãy không ngừng học hỏi và cống hiến cho bản thân với kiến thức và kỹ năng ngày càng phong phú. Bạn sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, tự tin hơn và có khả năng xử lý mọi tình huống trong cuộc sống một cách bình tĩnh hơn. 5. Tình yêu từ trái tim thiện lương. Những điều bất ngờ trong cuộc sống thường đến từ lòng tốt của chúng ta. Hãy quan tâm đến gia đình, thành thật với bạn bè, nhẹ nhàng với người lạ. Hãy luôn suy nghĩ về người khác và cố gắng hết mình để giúp đỡ họ. Hãy nhìn nhận thế giới với đôi mắt nhân ái và sống với trái tim ấm áp, bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn bạn mong đợi. 6. Vẻ tự tin trên khuôn mặt. Nếu bạn muốn trở nên tốt hơn, trước hết hãy nhìn nhận và yêu thương bản thân mình từ sâu thẳm trong lòng với tâm hồn. Bình tĩnh hãy chấp nhận những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân, đồng thời tiếp tục tự hoàn thiện và trở nên tốt hơn trong lòng. Tôi biết rằng có thể hiện tại tôi chưa hoàn hảo, nhưng chắc chắn tôi sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.